Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bình Dương hơn 10.000 công nhân công ty Chí Hùng đình công, ít nhất 4 người bị bắt và 1 người bị thương. Cuộc đình công của hơn 10.000 công nhân công ty Chí Hùng của Đài Loan chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu cho hãng Adidas của Đức ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho đến hôm 28 tháng 5 năm 2020 đã kéo dài sang ngày thứ Ba. Theo công nhân cho biết, có ít nhất một công nhân nữ đang mang thai bị dân quân tự vệ trích điện ngất xỉu trong khi xô đẩy và 4 người khác bị công an bắt giữ. Đây là hình ảnh Facebook Nguyễn Hoàng Phương đã đưa hình ảnh với ghi chú tại công ty Chí Hùng, Bình Dương, dân quân và công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương trích điện chị bầu ngất xỉu. Mọi người đình công chưa đập phá gì cả, thế mà anh ấy đã lấy đồ trích ra trích công nhân rồi. Hiện tại đã đưa chị ấy xuống y tế nhưng vẫn chưa tỉnh. Đây là chân dung của anh dân quân đó và công an đã trốn mất. Báo chí trong nước ngay lập tức vu cho công nhân là bị kích động và gây rối. Cụ thể là tờ báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 5 đã giật tít với nội dung bị kích động 8.000 công nhân đình công và ghi dòng chữ in đậm là thay vì đồng cảm với doanh nghiệp trước khó khăn thì hàng nghìn người lao động kéo xuống đường phản đối. Báo Tiền Phong đưa tin theo kiểu hết lòng bảo vệ chủ công ty, tức là người Đài Loan, không một lời bênh vực công nhân Việt Nam. Trong khi đó, hàng chục ngàn công nhân thì họ không hề phỏng vấn bất cứ ai mà chỉ dẫn lời chủ doanh nghiệp nói rằng công nhân đưa tin không chính xác, gây kích động đồng nghiệp. Và điều đó giúp họ dọn đường cho hành động bắt bớ và trích điện công nhân. Bản tin trên trang Facebook Đàm Ngọc Tuyên cho biết, công đoàn cơ sở ở công ty Chí Hùng do bà Trần Thị Ngọc Hà làm chủ công đoàn đã không đứng về phía người lao động theo đúng trách nhiệm của chức năng của họ mà đã bỏ mặc sự sống chết của hơn 11.000 công nhân, dù rằng tiền lương của công nhân tháng nào cũng bị trừ 1% vào phí công đoàn. Như đã nói, chính vì lý do công đoàn cơ sở đã bỏ mặc công nhân không đứng ra bảo vệ người lao động khi quyền lợi hợp pháp của người lao động bị xâm hại nghiêm trọng. Vì thế cho nên cuộc đình công tập thể của công nhân công ty Chí Hùng mới kéo dài nhiều ngày. Giải pháp của công ty Chí Hùng là dùng chính quyền sở tại, mà cụ thể ở đây là lực lượng công an và cảnh sát cơ động các loại để đàn áp công nhân đình công. Khi có mặt ở thị xã Tân Uyên để tìm hiểu về câu chuyện này, vào chiều tối ngày 28 tháng 5 năm 2020 thì thấy một bầu không khí như sắp có chiến tranh. Rất nhiều chốt chặn của công an được dựng lên để khủng bố tinh thần công nhân. Có cả xe chuyên dụng để bắt người, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông đều được trang bị vũ khí đến tận răng. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại trực tiếp cho Trung tá Hà Tấn Phú, trưởng công an thị xã Tân Uyên để hỏi về việc này. Tuy nhiên, ông này đã từ chối trả lời và đột ngột ngắt máy, nói rằng cái này công an đang làm, tôi không biết anh là ai để trả lời cái này. Đây là hình ảnh hàng ngàn công nhân đang đình công trong khuôn viên của nhà máy. Một công nhân có mặt tại hiện trường cho biết lý do của cuộc biểu tình này như sau. Trong dịch này thì các công ty kế bên người ta cũng nói là nếu không có đơn hàng thì sẽ cho phép công nhân nghỉ. Nếu nghỉ thì người ta sẽ hỗ trợ cho mỗi người là 170.000 đồng mà công ty mình chỉ có hỗ trợ tháng 6 thôi. Còn tháng 7, tháng 8 thì công ty kêu là hoãn hợp đồng, không hỗ trợ cho nhân viên nữa. Cho nên công nhân ở đây cho biết nếu như mà đã hoãn hợp đồng, không có thông báo người ta, không xin được chỗ khác. Bây giờ ở nhà thì thông báo không biết là bao giờ mới có đơn hàng để đi làm lại. Nữ công nhân xin được giấu tên vì lý do an toàn cho biết thêm, công ty có công đoàn, tuy nhiên đại diện của công đoàn không có động thái nào xuống chỗ đình công để giải thích lý do hay bảo vệ công nhân. Ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nói với đài FA như sau. Tôi đang họp, bây giờ trưởng các ban với Liên đoàn Lao động tỉnh đang phối hợp với Sở Lao động và Ủy ban của thị xã Tân Uyên, người ta đang giải quyết với công ty ở dưới. Ở công ty đó có công đoàn mà thì phải có người của Liên đoàn Lao động tỉnh xuống chứ. Với lại thị xã Tân Uyên nữa, tất cả ban ngành người ta có đủ ở dưới đó nhé anh. Cuối giờ chiều ngày 28 tháng 5, một văn bản thông báo có chữ ký và đóng dấu của Phó Tổng Giám đốc Lưu Dung Phan và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Hà của công ty Chí Hùng nêu rõ như sau. Hiện tại công ty vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường, mong toàn thể công nhân nhân viên yên tâm tham gia sản xuất. Công nhân viên đến công ty có quẹt thẻ lên xuống ca, bên cạnh đó phải kèm theo danh sách điểm danh của công nhân viên có tham gia sản xuất thì mới chấm công tính lương. Và với tình hình chung của đại dịch viêm phổi Vũ Hán công ty sẽ cố gắng và nỗ lực tìm đơn hàng để ổn định việc làm cho toàn thể công nhân viên. Theo công đoàn của tỉnh Bình Dương, công ty Chí Hùng nằm ở khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, chuyên sản xuất và xuất khẩu giày thể thao Adidas cho Đức với trên 10.000 lao động. Đây là hình ảnh bên trong nhà máy, lực lượng trấn áp mặc sắc phục, sau lưng có dòng chữ quân sự nhưng không rõ có phải bên quân đội hay không. Hình ảnh trên video clip cho thấy lực lượng dân quân tự vệ mặc áo có dòng chữ quân sự phía sau lưng xuất hiện tại cuộc đình công, trong đó cáo buộc đã xảy ra đụng độ khiến ít nhất 3 công nhân bị trích điện ngất xỉu. Trao đổi với phóng viên, chị VT và DC làm việc tại công ty này 10 năm cho biết như sau. Cách đây 3 ngày, chúng tôi nghe thông tin công ty sẽ cho công nhân nghỉ tháng 7 và 8 không trả lương vì không có đơn hàng. Chúng tôi tạm ngừng công việc để phản đối lãnh đạo công ty vì nếu họ cho nghỉ thì phải ra thông báo hẳn hoi. Hiện nay, thông tin nghỉ không trả lương chỉ được các tổ trưởng, trưởng bộ phận thông báo bằng miệng. Đứng bên trong cổng công ty, một nữ công nhân mang bầu nói như sau. Tôi mới làm việc ở đây được 1 năm, giờ mang bầu mà họ cho nghỉ không lương thì không biết xoay sở thế nào. Tôi đang mang bầu, đi xin làm chỗ khác, không ai nhận. Cùng ngày, phóng viên đã liên lạc với văn phòng của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương để hỏi về hướng xử lý công việc. Đại diện văn phòng cho biết như sau. Lãnh đạo sở đang họp bàn phương án xử nên đề nghị liên lạc sau. Facebook, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết trên trang cá nhân rằng nguyên do tình trạng đình công là công ty giày da Chí Hùng không còn việc làm tới tháng 8 nên dự trù cho toàn bộ công nhân nghỉ việc từ giữa tháng 6. Các công nhân bất bình vì chi nhánh 2 của công ty này ở Vũng Tàu được chi trả tiền đủ để công nhân cầm cự tới khi công ty hoạt động lại. Cùng thời điểm, Facebook Phạm Bình được cho là công nhân của công ty giày da Chí Hùng chia sẻ trên mạng xã hội rằng công nhân cần sự minh bạch rõ ràng và họ là lao động nghèo, không hiểu về luật nên chỉ biết làm theo số đông. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động của Việt Nam chặn đường phía ngoài của công ty Chí Hùng. Ông Phạm Minh Vũ viết trên trang cá nhân như sau. Sự việc dân sự bình thường giữa quyền lợi công nhân và chủ doanh nghiệp, hai bên đối thoại chia sẻ lắng nghe nhau là xong. Nhưng cách làm ăn của các doanh nghiệp ở Việt Nam là thay vì dùng tiền trả cho công nhân đòi quyền lợi thỏa đáng thì họ dùng tiền để trả cho công an, cho chính quyền địa phương để nhờ can thiệp khi công nhân đòi quyền lợi. Facebook này cũng bình luận thêm rằng lực lượng công an không khác gì bọn bảo kê, khác với xã hội đen thì công an cấp thẻ ngành và đồng phục. 5 ngày trước cuộc đình công tại công ty giày da Chí Hùng, công luận đang xôn xao trước tin công ty giày da Huy Phong ở quận Gò Vấp, Sài Gòn cho 2.200 công nhân nghỉ việc do gặp khó khăn về ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng nhân sự công ty Huy Phong sau đó giải thích trên báo Tuổi Trẻ rằng doanh nghiệp này đang gặp khó khăn ngoài dự tính. Với số công nhân còn lại, chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất để chờ đơn hàng. Hiện nay chúng tôi đang làm đơn hàng cũ, còn những đơn hàng mới thì đối tác chưa trả lời cụ thể. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, công ty cũng có kế hoạch cắt giảm thêm khoảng 500 công nhân nữa. Ông Hưng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời. Cũng cần phải nói thêm, các cuộc đình công sau này tại Việt Nam đã không còn nhiều hiệu ứng trên mạng xã hội. Nguyên do được hiểu là nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trấn áp, bỏ tù hầu hết các nhà hoạt động công đoàn nổi bật để dập tắt việc truyền thông để đảm bảo quyền lợi của giới công nhân. Trong số này, các nhà hoạt động như Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh được cho là đang tạm lánh ở nước ngoài. Đây là hình ảnh công an chặn ngay lối vào cầu thang nơi xảy ra tranh chấp xô đẩy, sau đó công nhân đã phá vỡ hàng rào bảo vệ này tràn vào bên trong. Facebook Phạm Minh Vũ cập nhật thông tin vào ngày 31 tháng 5 cho biết Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 31 tháng 5 100% lực lượng công an, dân quân được báo động trực chiến. Động thái này có thể dễ thấy khi ở Sài Gòn hay ở ngoài trụ sở phường hay quận sẽ có lực lượng chốt chặn ở cổng. Vì ở 3 địa phương này có nhiều khu công nghiệp tập trung. Nguyên nhân cách đây khoảng nửa tháng, trên mạng xã hội có lời kêu gọi xuống đường biểu tình vào ngày hôm nay. Và sự việc công nhân giày da Chí Hùng Bình Dương đình công mấy hôm nay theo An ninh Đồng Nai cho là do ngòi nổ để châm ngòi cho cuộc bạo loạn trong ý đồ kêu gọi biểu tình vừa rồi. Vì thế, Công an Bình Dương đã vào cuộc trấn áp mạnh tay với công nhân đình công. Hôm qua có ít nhất thêm 10 người nữa bị bắt. Chẳng ai biết họ bị bắt đưa đi đâu, cũng chẳng ai biết người phụ nữ mang thai đó bây giờ như thế nào rồi. Chỉ biết là báo chí nhà nước cho rằng 8.000 công nhân đình công đòi quyền lợi là do bị kích động xúi giục. Việc lấp liếm của chính quyền Bình Dương đàn áp công nhân, gắn cho họ cái mác bị xúi giục là thể hiện chính quyền côn đồ. Người lao động luôn cảm thấy bất công thì họ đấu tranh. Chính các mác là bậc thầy xúi giục kích động công nhân làm loạn đã từng dạy rằng ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, đó thôi. Khi xung đột dân sự giữa quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp thì công an, chính quyền phải đứng về người yếu thế, bảo vệ họ mới đúng. Thế mà đứng ra bảo kê cho công ty đàn áp công nhân, bắt bớ đánh đập họ, giờ vu cáo họ bị xúi giục, thế là thế nào? Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, người cũng hiện nay đang bị cảnh sát Slovakia điều tra về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vào hôm 12 tháng 5, Bộ Công an đã đề xuất hoãn dự thảo luật biểu tình và được Thủ tướng đồng ý. Cách đây 6 năm, Bộ Công an cũng muốn hoãn luật biểu tình, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không đồng tình. Sau đó Quốc hội cứ lần nữa mãi đến nay lại hoãn. Lần này Bộ Công an lại nói là để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc hoạt động chống phá. Bạn Ngô Minh Đạt bình luận tiếp như sau. Nếu những người công an, dân phòng này sống ở nước tự do thì ngay lập tức nó bị còng và bị truy tố về tội giết người. Bởi một sản phụ cần được bảo vệ dù bất cứ nơi đâu, bất cứ chuyện gì cũng không được đụng đến sản phụ. Công an chỉ có thể để đảm bảo trật tự mà thôi. Vấn đề tư tưởng, công an không đủ trình độ mà cũng không có phận sự để bảo vệ. Công an hiện nay đang bị ép để đi dẹp biểu tình, một điều rất bất lợi cho những người làm trong nghề này. Bạn Tô Đăng viết tiếp như sau. Tại sao lại có những kẻ tán tận lương tâm, trích điện vào công nhân mà lại là phụ nữ có chửa? Rồi cũng có ngày kẻ khác sẽ làm như thế với vợ, với con gái, thậm chí là mẹ của nó thôi. Vũ Hà Phong sống tại Hà Nội cho rằng rất cần luật về biểu tình để người dân bày tỏ ý chí đúng pháp luật. Trần Gia Bảo thì nói công nhân đi làm cống hiến cho nhà nước, song song với mưu sinh của họ và gia đình. Khi họ gặp nạn, sao nhà nước ra tay trấn áp họ để bảo vệ cho bọn doanh nghiệp cướp đi đồng tiền mồ hôi của công nhân? Mâu thuẫn ở đây là mâu thuẫn giữa công nhân và giới chủ, không phải là mâu thuẫn giữa công nhân với nhà cầm quyền. Chị Thúy Thúy sống tại Sài Gòn nói tiếp, nai lưng đóng phí nuôi công đoàn đi nhá, ham lợi nhỏ bỏ chuyện lớn, vì thiếu hiểu biết mà ra đụng chuyện mới thấy rõ là hèn. Công đoàn thực chất là một tổ chức mật vụ. Ông Nguyễn Vũ Hùng từng sống tại Chad, Trung Phi nói, giai cấp công nhân là người làm chủ đất nước, chỉ lừa nhau thôi. Hoàng Thăng Long sống tại Bình Phước thì nói, hỏi ai? Hỏi Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hỏi tổ chức công đoàn khu công nghiệp, hỏi tổ chức công đoàn cơ sở của nhà máy mình đang làm. Họ đã làm gì và nghĩ gì khi họ hưởng hai lương mà nhắm mắt làm ngơ trước mồ hôi và nước mắt của người lao động? Quỳnh Quốc Tuấn sống tại Sài Gòn chia sẻ, tiền các bạn làm ra, họ trừ hết vào nhiều thứ, nhưng khi các bạn gặp bất công thì ai là người đứng ra đấu tranh cho quyền lợi của các bạn? Bà Nguyễn Kim Chi bình luận tiếp, bi kịch của chế độ làm thuê với giá công nhân rẻ mạt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020 với bản tin Bình Dương hơn 10.000 công nhân, công ty Chí Hùng đình công, ít nhất 4 người bị bắt và 1 người bị thương. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de